Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình. Nhận thức chính trị của người Việt không khá hơn bắt hàng bao nhiêu. Ngày 30 tháng 7, blog Song Chi trên app Ai tiếng Việt bình luận: Phía sau những đám tang lớn của chế độ, tác giả nữ đạo diễn Song Chi nhắc lại đám tang hết sức hoành tráng của đại tướng võ Nguyên Giáp vào năm 2013. Lúc đó truyền thông của đảng đã huy động hết công sức để ca ngợi ông Giáp và những dòng người xếp hàng dài chờ viếng, những khuôn mặt đẫm nước mắt đoàn xe tang với nghi thức quốc tang. Tác giả so sánh 11 năm sau, tại đám tang tổng trọng, bộ máy tuyên truyền cộng sản lại được dịp phát huy với hàng loạt ngôn từ khoa trường. Và đây là hình bài bình luận trên blog Song Chi AFA. Đối với nhà cầm quyền, những đám tang lớn này là cơ hội để đánh bóng, tô son, chép phấn cho chế độ. Và tất nhiên, khi đã đánh bóng thì tốt khoe, xấu che. Những đám tang này cũng là dịp để trưng ra với người dân và quốc tế hình ảnh đoàn kết một lòng trong nội bộ đảng Cộng sản nhằm cố gắng dẹp đi dư luận về sự bất hòa hay khủng hoảng bên trong. Tác giả dẫn chứng, ông Võ Nguyên Giáp đã bị Lê Duẩn liên minh với Lê Đức Thọ loại bỏ cho ra rìa từ rất lâu trước khi mất. Ông Nguyễn Phú Trọng với chiến dịch đốt lò đã hạ bệ bao nhiêu quan chức. Mối quan hệ giữa ông với người này không thể nào vui vẻ, tốt đẹp được. Nhưng trong đám tang của ông, người ta lại thấy có mặt đầy đủ như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Lê Thanh Hải, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, mọi người đều đoàn kết, đều huệ nhau. Và cuối cùng, tác giả đánh giá, những đám tang này là dịp để đảng và nhà nước đo lường, kiểm soát phản ứng của người dân. Ai dám có những lời chỉ trích trên mạng sẽ bị phạt, ai không tỏ ra đau buồn, biết ơn thì sẽ bị nhắc nhở ngay. Và đây là hình dòng người ôm ảnh và chờ đám tang ông Trọng đi qua nhưng tác giả chỉ ra sự thật phía sau và bên lề cái đám tang hoành tráng trọng thể đó. Thứ nhất, gia tăng đàn áp trước và trong những ngày diễn ra lễ tang. Tác giả đề cập đến thông tin mà đài AFA tiếng Việt nêu ra. Theo đó, cụ tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đang ở Mỹ và ông Lê Trung Khoa, chủ bút trang Thời báo chấm ở Đức, đã bị Facebook không cho hiển thị bài viết tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ 4T vì họ có những góc nhìn khác về ông Trọng Đồng thời, nhiều facebooker đã bị phạt tiền, bị đánh vì chỉ trích ông Trọng. Thứ hai, đấu tố, săn lùng những người không buồn, không tỏ ra thương tiếc hay biết ơn ông tổng bí thư. Tác giả cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện hiện tượng đấu tố, săn phù thủy đối với những người nổi tiếng, nhất là giới showbiz vì đã không tỏ ra thương tiếc ông Trọng. Tác giả đặt câu hỏi, những thái độ này từ đâu mà có? Rõ ràng là sau mấy chục năm độc quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã quá thành công trong việc tạo nên vài thế hệ bị tẩy não, tin và nghe theo những gì đảng nói, gắn việc yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội, yêu kính lãnh đạo. Và đây là hình nghệ sĩ Thành Lộc, người bị đấu tố chỉ vì không viết hoa chữ quốc tang. Những cuộc đấu tố kiểu này khiến nhiều người, nhất là những người có tên tuổi, ngày càng ít dám chia sẻ thành thật cảm xúc, suy nghĩ của mình trên mạng xã hội. Họ sẽ sống theo thời, trưng ra những tình cảm yêu ghét theo đám đông. Tác giả chỉ ra những lý do khiến người Việt ưa thích thần tượng hóa. Thứ nhất, do người Việt phải sống quá lâu trong chế độ độc tài, có xu hướng thần thánh hóa các lãnh tụ của họ. Thứ hai, do chịu ảnh hưởng của nền giáo dục tiên truyền một chiều, thường xuyên bóp méo lịch sử và hiện thực cho phù hợp với quan điểm của đảng. Thứ ba, văn hóa nho giáo, khổng giáo lâu đời vẫn còn ảnh hưởng trong đó, người trẻ được dạy phải tôn trọng người già, tôn trọng thầy cô, cha mẹ, cấp trên. Cái tôi cá nhân phải xếp sau gia đình, dòng tộc, làng xã. Ngoài ra, sự thần thánh quá lãnh tụ còn xuất phát từ nội tâm sâu xa của một số người dân, vẫn khao khát một vị minh quân, một quan chức tự tế giữa hàng ngàn quan chức tham nhũng, tệ hại. Tác giả so sánh với xã hội Bắc Hàn bị khép kín thì xã hội Việt Nam mở hơn, người Việt đã kết nối Internet toàn cầu gần 30 năm. Vậy nhưng, hầu như nhận thức chính trị không khá hơn Bắc Triều Tiên là bao nhiêu. Và đây là một điều rất đáng buồn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhận thức chính trị của người Việt không khá hơn Bắc Hàn là bao nhiêu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng lãnh đạo giáo điều, ôm mộng đốt lò đến cuối đời Ngày 30 tháng 7, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận của Châu Win, Nguyễn Hòa Nguyễn Phú Trọng, hình ảnh bi tráng của người Cộng sản cuối cùng Tác giả nhận xét, có người cho rằng trong các nhân vật chính trị Việt Nam đương đại ông Trọng có thể được sánh ngang với ông Lê Dưỡng Đánh giá này có lẽ cần được bàn thêm ông Lê Duẩn điều hành một nước Việt Nam trong một bối cảnh có thể nói là ít phức tạp hơn ông Trọng. Ông Dũng còn là một vị tổng chỉ huy lực lượng Cộng sản chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, nên ông có cái uy của vị tư lệnh. Nước Việt Nam thời ông Dũng phân định ranh giới địch ta rõ ràng. Xã hội tụ trung chỉ có hai thành phần, cán bộ và dân chúng. Cán bộ thì nắm tất tần tật, còn dân chúng thì mới hoàn hồn sau chiến tranh, cũng chẳng mấy khó để cai trị không có Internet mà cũng chẳng có mạng xã hội. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Thời ông Trọng khác hẳn, xã hội có nhiều thành phần mà cán bộ cũng năm bảy phe. Chiến tuyến địch ta không rõ ràng, bộ phận dân chúng trẻ tuổi ngày càng đông, không biết chiến tranh là gì, lại học đủ thứ chuyện bên ngoài thông qua Internet, mạng xã hội. Ông Trọng cũng không có một uy thế thủ lĩnh thời chiến như ông Dưỡng. Tác giả cho biết, ông Trọng bị nhiều người chỉ trích gọi bằng những danh từ sách mé hay là nói ông là kẻ giáo điều cộng sản. Nhưng dù ý kiến thế nào, ông cũng là nhà lãnh đạo Việt Nam nổi tiếng nhất trong thời bình. Ông tiếp ba vị tổng thống Mỹ, quốc gia cụ thù. Trong đó có một lần ông được chào đón tại Tòa Bạch Ốc. Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ công nhận ông là nguyên thủ trên thực tế của Việt Nam. Tên tuổi ông gắn với chính sách ngoại giao mềm dẻo gọi là cây tre. Theo tác giả, di sản nổi bật thứ hai của ông là cuộc đấu tranh chống tham nhũng với tên gọi đốt lò. Nhiều người không ưa ông hay không ưa chế độ Việt Nam hiện nay, gọi đấy chỉ là phương tiện để ông cùng các đồng chí cánh hữu đấu đá nội bộ. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả cho rằng chuyện đốt lò của ông Trọng tạo nên uy tín cho ông trong dân. Có thể những hình ảnh người dân tiếc thương ông bị báo chí của đảng nói bóng lên một chút, nhưng đa số dân Việt Nam kính trọng ông Trọng. Tác giả nhận định ông trọng là người trong sạch cũng có những lời ra tiến vào nói ông dính tới vụ này vụ khác nhưng không có gì chắc chắn cả người ta không nghe nói gì đến con cháu ông và cho đến cuối đời ông vẫn đi lại bằng một chiếc xe công vụ cũ kỹ giữa cơn rối loạn tư tưởng hậu cộng sản cộng với cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những viên đạn bọc đô la ông trọng xuất hiện như một yếu tố trung hòa cho mọi nhu cầu tác giả nhận xét một mặt, ông lập đi lập lại những giáo điều mác Lenin, làm cho những đảng viên thuần đảng được an tâm. Mặt khác, ông tung ra chiến dịch đốt lò, duy trì sự ổn định xã hội cũng như tầng lớp đang cai trị quốc gia. Tác giả nhận định, ông là một chính trị gia khéo léo, không thua kém bất cứ nhân vật chính trị quốc tế nào. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm chức tổng bí thư cho đến đại hội đảng 14. Có người nói ông Trọng là người cộng sản cuối cùng Câu khẳng định này đúng hay sai, tùy theo chủ quan của mỗi người, tùy theo định nghĩa thế nào là cộng sản. Ông trọng hiểu, nhưng ông vẫn hy vọng cái mô hình Marxist có cơ hội trở lại sau khi ông hoàn tất công cuộc đốt lò. Đó chính là bi kịch Nguyễn Phú Trọng. Vẫn theo tác giả, ông Trọng hoàn toàn hiểu rằng mấy lời huấn thị giáo điều của ông cứ đi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác của cán bộ, nhưng ông cũng nghĩ còn nước còn tác. Hẳn ông cũng hiểu rằng sau khi ông lên đường theo các mát thì khó mà tìm được cán bộ nào chịu đi xe cũ và tiếp tục đốt lò. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng lãnh đạo giáo điều ôm mộng đốt lò cho đến cuối đời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.